Nhưng mà con này thì em thấy có một cái điểm trừ luôn. Các bác có thể xem là cái tem này, nếu như mà đây không phải JBL mà là những hãng khác thì cái sản phẩm loa này em không bao giờ lấy luôn. Xin chào các bác đã đến với Sóng Âm Thanh nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục mang đến các bác một dòng loa full Bát 30 của thương hiệu nổi tiếng thế giới JBL. Ở những số trước thì em đã sóng với các bác một số dòng loa của JBL như là JBL KP-S1 này, JBL KP-4012 và JBL KP-6012. Tuy nhiên là đối với những dòng loa full Bát 30 như là JBL KP-4012 và 6012 thì cái giá thành nó hơi cao đúng không ạ? Nó dao động trong khoảng là từ 30 đến 50 triệu, nó hơi cao. Và tại thời điểm dịch bệnh như này mà bỏ một số tiền do đầu tư thì nó cũng phải hơi cân đo lắng đếm một chút. Nhưng hôm nay thì em sẽ đến các bác một model loa của JBL. Cũng là một model loa rất là hay, nhưng mà với tầm giá thì cực kỳ dễ chịu. Với con này là con JBL KP-S2. Và đây là một trong những mẫu loa rất mới của JBL. Và trong thời điểm ra mắt thì nó cũng khá là nổi. Đây, các bác phải xem. Dòng loa này thì có cái mức giá nó chỉ bằng khoảng tầm một nửa của con KP-6012. Tức là sao ạ? Với mức giá của JBL KP-S2 thì nó có mức giá tại thời điểm hiện tại là khoảng trên 20 triệu. Hiếm có sản phẩm nào mà em chưa review, em chưa nói về những cái đặc điểm của nó mà em đã nói giá rồi. Bởi vì những sản phẩm như này thì nó đã quá nổi tiếng rồi. Và chất âm thì nó rất là ok. Đây thì đầu tiên các bác, mời các bác hãy chiêm ngưỡng một vòng cái vỏ thùng của em nó đã. Thì vẫn là với cái vỏ bao xi măng huyền thoại, nhưng mà ở trên này thì nó sẽ có đầy đủ tất cả những cái thông số của loa luôn các bác nhá. Các bác chưa cần phải mở ruột, các bác chưa cần là phải xem bên trong, thì ở cái vỏ thùng này nó đã có đầy đủ tất cả những thông tin của loa rồi. Ở đây là logo của hãng này, JBL by Hasman. Và đây là model loa này, KP-S2. Đây là một sản phẩm được nhập khẩu và sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Thì với những sản phẩm của JBL và làm ở Trung Quốc thì cái mà các bác, khi các bác mà sử dụng nó thì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái, một là cái vận chuyển của nó cũng rẻ hơn này. Cái thứ hai là cái giá thành nhân công rẻ hơn. Nên là khi các bác sở hữu những cái dòng loa làm ở Trung Quốc của JBL thì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn là loa mà họ sản xuất tại nước của họ các bác nhé. Ok. Nhưng mà quan trọng là gì ạ? Quan trọng phải là hàng chính hãng. Và đây là một sản phẩm được nhập khẩu bởi công ty 3 sao và có tên của 3 sao. Bên em mới cam kết bán những sản phẩm JBL chính hãng, chứ không có loại 1, loại 2, loại 3. Rất là nhức đầu đấy các bác. Thì các bác phải xem là phía dưới đây là cái băng dính của 3 sao này. Đấy là cái băng dính thôi, chứ có tem các bác nhá. Nhưng mà con này thì em thấy có một cái điểm trừ luôn. Các bác có thể xem là cái tem này, nếu như mà đây không phải JBL mà là những hãng khác thì cái sản phẩm loa này em không bao giờ lấy luôn. Cái tem họ dán cảm giác như là rất là hời hợt, dán lệch luôn. Nó không có cái gì đó nó gọi là sự chỉnh chu. Một cái tem mở một hãng lớn mà dán kiểu này em không thích. Đấy, nhưng mà vì nó là JBL nên em lấy về. Nó thẳng qua cái luôn. Ở đây thì có đầy đủ những cái thông số của loa luôn các bác nhá. Sản phẩm của hãng JBL Mỹ, tính lẽ mẹ zoom vào gần để các bác xem này. Được nhập khẩu bởi công ty 3 sao. Con này thì ở đây có một số thông số luôn này, về độ nhạy này, rồi là về công suất. Nhưng tí nữa thì em sẽ nói cụ thể các bác sau khi mở ruột. Và bây giờ thì mời các bác, em sẽ mở ruột ra và để xem là cái hình thức như nào các bác nhé. Và đây là cái hình thức bên ngoài, cái form dáng của nó. Các bác phải xem thì với cái hình dáng của nó khá là giống với con JBL KP-S1 với em vừa lên sóng đúng không ạ? Thì với cái đặc điểm của cái dòng này là nó không giống như những cái con KP-4 đồng 6, thì cái căng của nó đã được gọi là cách điệu đi một chút bởi những cái đường viền chéo. Các bác phải xem này, đường viền chéo. Và nổi bật bởi hai yếu tố là, một là cái logo JBL. Cái logo này thì các bác có thể là xoay được 360 độ để tùy thuộc vào các bác là để loa đứng hoặc là để loa nằm. Đấy, xoay 360 độ rất là ok và nhìn nó khá đẹp. Và cái thứ hai là cái tem ở đây. Có cái tem vàng này vào thì em cảm giác như là nó nổi bật loa lên luôn đấy ạ. Đấy, tem vàng chéo. Ở đây cũng có thông số luôn này. Con này là KP Series S và 12 inch. Với dòng của JBL thì loa của họ, đa phần loa full đấy ạ, thì đều làm bởi một màu đen thôi. Sơn vẫn là sơn đen nhám các bác nhá.
Và gỗ của dòng này thì được làm bằng gỗ MDF dày 15mm. Và đặc biệt là với cái lớp sơn của JBL thì họ thiết kế rất hợp với Việt Nam. Bởi vì sao? Ở Việt Nam là khí hậu nóng ẩm và nổ, nên là cái lớp sơn này này là lớp sơn nó chịu nước được, chống nước luôn. Nên các bác yên tâm là khi các bác dùng thì không có lo là bị tức là bị bong chóc gì đấy. Ok. Ở đây thì loa này được thiết kế để các bác có thể là vừa treo nằm và vừa treo đứng được. Đấy, rất là hợp. Vừa cho bít loa đấy. Và đây là phía mặt sau của loa thì vẫn là hai cái lỗ tổng hơi huyền thoại của JBL. Và với cái dòng này các bác có thể xem, đây là phần hậu của nó. Và đặc biệt là ở đây là có một cái tem của công ty của phần 3 sao. Tem 3 sao đấy các bác nhé. Đấy. Quay gần để các bác nhìn kỹ này. Và ở đây thì sẽ có một số cái thông số. Đây là JBL này, đây là series KPS và model là KPS2 được sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Và đây là cái rắc niêm chích vào. Với cái con loa này thì nó cao là 60cm. Nó chiều ngang của nó là 38 phân và sâu ngang là 36 phân và sâu là 38,2 phân các bác nhá. Đấy. Ok, bây giờ thì em sẽ test cho các bác cái một số cái thông số và cái âm của nó. Sẽ là một bản nhạc nhẹ nhàng các bác nhá. Acoustic nhẹ nhàng. Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trốn nào, biết chắc em buồn. Các bác nghe nó sắc không ạ? Cái dải trung cao em thấy hơi nhiều. Vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, có cho lần cuối tình mình sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tìm đâu mỗi hôm đã xa, đã trao hôm nào. Nó kiểu như là nó vẫn có độ chi tiết, nhưng mà nó em thấy là cái giải 3K nó hơi cao hay sao, nghe nó hơi cảm giác hơi chói chói một chút. Em sẽ bật vào bản nhạc remix thử xem sao. Chơi bản nhạc remix các bác nhá. Em khuyên các bác luôn là nếu như bác nào mà thích nghe những cái bản nhạc mạnh hay là những cái bản nhạc remix thì các bác không nên lấy con này, tại vì là nó thiên về giải trung cao nhiều hơn. Là các bác khen mà cái tiếng bass vừa rồi hầu như không có luôn. Nên là cái dòng loa JBL KPS 2 này thì các bác chơi các bác bắt buộc phải dùng súp các bác nhá. Bắt buộc luôn là phải dùng súp luôn, nói thẳng các bác luôn. Và nó sẽ chơi ở giải cao tốt hơn. Còn đâu nếu như những cái bản nhạc remix hay là những cái bản nhạc áp lực hay là những cái bản nhạc mà Vina House thì em nghĩ là nó không phù hợp với dòng loa S2 này. Đấy. Ví dụ như các bác muốn nghe những cái bản nhạc mà nó sâu, nó áp lực mạnh, các bác có thể chọn những cái model khác như là con 6012 hoặc là con DK này, hoặc là CF cũng được, nó thiên về cái giải bass nhiều hơn. Còn với cái dòng này thì nó thiên về cái giải cao nhiều hơn các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ thử luôn cái tiếng mic để các bác xem luôn tiếng mic như nào này. Ok, bây giờ sẽ hát và test đến các bác thông qua cái con loa JBL KPS2 này. Và anh Trung alo mic đi. Lô 1, 2, 6, 7. Đấy, các bác nghe nó ok không ạ? Cái mic này, cái bộ loa này thì em đánh giá rất cao ở cái phần giải cao của nó. Đấy. Sẽ là một bản nhạc acoustic các bác nhá, để các bác có thể nghe rõ hơn cái dòng này. Cái loa này các bác hát hoặc chơi nhạc acoustic, những cái bản nhạc guitar ấy, là em nghĩ là nó là hợp nhất. Ừ.
nghe Phanh tặng các bạn cuộc tình đi qua trong em bằng bao tiếc nuối trái tim vỡ tan nhặt lại từng cái rụng rời nào vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói rụng nhặt tuyệt vời nhất thế gian là em khi em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có dưới chân đàn quá hay luôn là ta tuổi xuân rơi theo môi tình sân rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân đàn là ta tuổi xuân rơi theo môi tình nàng khóc một mình. Ôi tài hoa ca sĩ à. Đấy, các bác mà muốn inbox lịch đi diễn thì các bác alo Đỗ Trung nhá. Đỗ Trung mang theo cả bộ ấy luôn. Đấy, tại vì là mỗi một cái dòng loa ấy, thì nó sinh ra nó sẽ dành cho một nhóm khách hàng và một số những cái bác mà thích cái bản nhạc mà nó chi tiết ấy và kiểu như acoustic ấy thì các bác hãy sở hữu ngay những con loa JBL GPS2 này. Còn đối với những bác nào mà thích chất âm nó mạnh mẽ này, tiếng bass sâu, chắc, áp lực thì các bác hãy lựa chọn một số những cái model khác của JBL hoặc là như bên em thì có một số cái mẫu khác, loa khác, ví dụ như là các bác có thể lựa chọn những cái dòng như là DK UK 12 Pro này hoặc là con CF Audio FD12 thì đấy là những cái dòng loa nó thiên về tiếng bass. Còn model JBL KPS2 ngày hôm nay là nó thiên về cái độ sự chi tiết và cái ở giải cao nhiều hơn. Nó phù hợp với những cái bản nhạc acoustic nhiều hơn là những cái bản nhạc mà nó áp lực. Ok. Và nếu như bác nào quan tâm về dòng sản phẩm này thì hiện tại em nó đang có mức giá là trên 23 triệu đồng. Và tất cả sản phẩm bên em bán ra đến các bác đều là những sản phẩm do công ty 3 sao nhập khẩu, phân phối, đều là hàng chính hãng 100%. Các bác yên tâm các bác nhá. Và nếu như các bác muốn có những cái nhận xét và đánh giá gì về dòng loa phun đơn 330 này thì các bác hãy để lại những cái nhận xét ở phía dưới đây. Và các bác cũng đừng quên là hãy like và đăng ký kênh của Sóng Âm Thanh nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhé.